bạn đang xem một đôi chim cu vú nuôi. Đây là chim Nhật có cái vệt đen ở cổ, và đây là đôi chim bố mẹ. Kênh Chim Cú Gáy Hay có đăng tải và đưa cho các bác với cái đơn giá là một cặp bố mẹ đang sinh sản ổn định là 400k, 400.000 đồng cho một đôi. Đấy, còn con trắng tinh bên phải là con chim Pháp, nó cũng là dòng nuôi để cho nó đẹp và làm vú nuôi. Đó, thì quý vị các bạn có nhu cầu thì liên hệ là 033 5305982 hoặc đăng ký kênh Chim Cú Gáy Hay trên các trang mạng xã hội.